xin kính chào quý anh chị em bà con của bác đằng xa. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến bà con Siura 4000. Đây là cái siêu phẩm luôn mà quý anh chị em bà con của bác gần xa đã yêu cầu chúng tôi quay rất là nhiều. Và hôm nay chúng tôi tiếp tục quay con Siura 4000. Xin trân trọng giới thiệu 4000 đến với quý anh chị em bà con của bác gần xa. Đây là 8.320, đây là cái hộp số của cái bánh trước. Thì con này rất là quen thuộc rồi, cho nên chúng tôi cũng không có nói gì thêm. Con này có 40 mã lực loại 2 cầu, số cơ bên cơ, có trợ lực tay lái luôn, động cơ 4 máy đây. Con nó mới về như thế này rất là đẹp luôn quý anh chị em bà con cô bác. Rồi thì máy nổ chúng ta thấy là hoàn toàn không có thấy khói luôn. Đây là cái đồng hồ, nó chỉ có 510 giờ thôi. Đây có thể 510, nó xuất sắc luôn. Cơ chứ tôi tiếp được anh rất vui được giới thiệu đến bà con Siura 4000 này. Và đây là phía sau con Siura 4000. Và con Siura V52F. Ở đâu trong nội dung video này quay hai con nhé. Siura 4000 và V52. Động cơ 4 máy luôn. Đây là Siura V52, chúng tôi vừa mới dỡ cái lưới hông ra để cho bà con chúng ta xem theo dõi cái phần bên trong máy. Đây nó chỉ có 815 giờ đây. 815. Bên cơ. Số cơ bên cơ, có trợ lực tay lái luôn, động cơ 4 máy. Rồi đây là phía sau đây, phía sau con Siura 4000 đây, 52 đây, Siura V52 đây. Nó có hai thanh kiếm nữa nhưng mà tại vì chúng tôi chưa gắn vào, khi nào mua chúng tôi gắn thanh kiếm vô. Con này thì nó quá quen thuộc rồi, cho nên là chúng tôi cũng không có cần giải thích thêm nhiều. 52 mã lực loại 2 cầu, số cơ bên cơ. Động cơ có 4 máy luôn. Đây là cái bánh sau đây, 12.432 là cái thông số của cái bánh sau. Đây phải là mầm móc vít là không có xét luôn nhá. Nó về nó như thế này luôn. Bánh là coi như là gai là rất là cao, rất là mới. Siura V52F. Rồi bây giờ chúng tôi đây. Đây là có cái V52F đây. Cái bánh này chúng ta thấy là gai móc rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ qua đây là con Siura 4000. Kênh Tố Thiếu Đồng Năm rất vui được giới thiệu cho bà con những cái mẫu sản phẩm, những cái sản phẩm mới nhất đến từ Nhật, Anh, Mỹ. Và hôm nay chúng tôi giới thiệu qua bà con hai con máy là Siura 4000 và Siura V52F. Tất cả đều là mới về như thế này, nó đẹp như thế này luôn, nó xuất sắc như thế này luôn. Rồi như là đấy. Rồi đấy, cái mầm của nó là không có dấu hiệu của sự reset luôn. Tôi quay một cái đoạn ngắn để cho bà con chúng ta cùng nhau theo dõi thôi. Rất đẹp luôn. Chúng ta thấy hoàn toàn nó không có khói luôn nha bà con. Không khói luôn. Rất ok, rất đẹp luôn. Và con giới thiệu chúng tôi tiếp theo là con Siura D28F luôn. Con này cũng là tuyệt vời luôn đó bà con. Siura D28F. Con này cũng là cái hàng hệ luôn, hàng VIP luôn. Thì chúng tôi sẽ mở ra cho bà con xem. Đây, động cơ có 4 máy luôn đây. Siura D28F. Nó là 3 loại Siura luôn. Đây, Siura D28F động cơ 4 máy đây.
chúng tôi vừa mới dỡ cái lưới hông ra để cho bà con chúng ta cùng nhau xem nó đẹp như thế nào bên trong, đẹp long lanh luôn. Đây những cái số bùng số máy nó còn nguyên ở dưới đây luôn đây. Shibura, Shibura D28F nhé, rồi rất đẹp luôn, nó đẹp như thế này. Có này che lại như đó là bốn máy. Thì hôm nay ba con máy Shibura này nó là cùng một hệ với nhau, nó đều là loại hai cầu, đều là số cơ, đều là ben cơ, đều là trợ lực tay lái, đều là động cơ bốn máy hết. Shibura D28F, Shibura 4000 và Shibura V52. Và chúng ta thấy đây là Shibura đây, chúng tôi quay rất kỹ và con xe máy đang nổ rất là im luôn mà đây hoàn toàn là không có tối luôn đây. Đây đây Shibura V52F đây, nó đẹp long lanh như này luôn. Máy nổ rất là im dịu luôn. Gai đồ đẹp hết. Con V52 đang nổ máy nha bà con. À, đây là cái bánh trước đó đây. Bánh trước đó thì nó có thông số quy định là 9.520. Đây rất đẹp luôn. Rồi đây là 4000. Và D28F, ba loại Shibura hôm nay chúng tôi cùng một hệ với nhau luôn. Shibura 4000, Shibura V52 và Shibura D28F. Đây những cái tên nhãn còn nguyên trên đây đây. Cái này chúng tôi không giờ can thiệp được. SD4000, đây có tên nhãn đàng hoàng luôn. Mới về luôn. Và D28F, tất cả đều là nguyên zin đẹp, chất lượng xuất sắc luôn. Con này thì chúng tôi đã giao về Đắk Nông 3 con rồi. Còn 4000 thì quá quen thuộc rồi, rất là nhiều luôn. Đây bà con thấy. Và kênh YouTube Hiếu Đồng Thanh rất vui được giới thiệu cho bà con. Bà con vui lòng đăng ký vào kênh YouTube để được chúng tôi giới thiệu rất là nhiều các sản phẩm đến từ Nhật, Anh, Mỹ. Rất vui được giới thiệu cho bà con những cái video clip rất là hay, rất là phù hợp với cái túi tiền của chúng ta. Con này những cái này là hàng chung thôi. Trước đây giới thiệu bà con những cái con mà nó có giá trị rất là cao, 300-400 triệu. Và con này thì nó chỉ có rất giá trị rất thấp thôi. Nó dao động từ 140 cho tới là 160 thôi. Đó, còn nữa xin kính chào và hẹn gặp lại.